Sau khi Thiên Nhận Tuyết trở thành thiên sứ chi thần, cô đã bị đánh bại bởi Đường Tam. Trong Đấu La Đại Lục, hình dạng nữ nhân của Thiên Nhận Tuyết cũng đã xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết là nữ nhân vẹn tài sắc vẹn, toàn hơn Đường Tam. Nhưng khi chúng tôi tìm hiểu thêm, rất nhiều người đã bắt đầu đau khổ vì vai Thiên Nhận Tuyết. Trong phần kết cuối cùng của Thiên Nhận Tuyết, từ vị thần thần vị thiên sứ cao quý, giảm trực tiếp thành tương phản 89 cấp hồn Đấu La. Thực sự rất tiếc, trong trận chiến này, Đường Tam bại trận, Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết kết hợp lại song thần chiến hải thần. Lần này có thể nói là để trả thù cho Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam thái độ khác hẳn. Thiên Nhận Tuyết trong trái tim của Đường Tam không phải là một kẻ tuyệt đối xấu. Và Đường Tam trong thử thách thứ 9 của hải thần cũng đã xem được một cảnh tượng của chính mình và Thiên Nhận Tuyết. Điều này khiến thái độ của Đường Tam so với Thiên Nhận Tuyết có chút mơ hồ. Trong trận chiến với Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết dần dần bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Đường Tam. Thuyết phục bằng trí tuệ nhưng bí mật đa cảm trở thành một điểm yếu trong trái tim cô ấy sau khi trở thành một vị thần. Vì vậy, trận chiến đầu tiên giữa thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam suýt nữa bị Đường Tam giết chết bằng Quan Âm Hữu Lệ. Nào chúng ta hãy nói về Thiên Nhận Tuyết, chắc chắn vẫn không thể làm được nếu không có Bỉ Đông. Những ai đã quen thuộc với Đấu La Đại Lục đều biết, Thiên Nhận Tuyết ra đời không mấy vinh quang. Cha của cô ấy là Thiên Tầm Tật, cưỡng bức Bỉ Đông. Bỉ Đông thậm chí còn bị bỏ tù, buộc cô ấy sinh ra Thiên Nhận Tuyết. Điều này dẫn đến Bỉ Đông thái độ rất lạnh lùng với đứa con gái này, không được ưu ái như Hồ Liệt Na. Nó đã được nói trong tiểu thuyết Đấu La Đại Lục khi Bỉ Đông sinh con trong căn phòng bí mật của Thiên Tầm Tật. Vì quá điên loạn, cô ấy đã suýt khiến Thiên Nhận Tuyết chết ngạt. Đó là Thiên Đạo Lưu đã đến vào thời gian quan trọng, đã cứu được Thiên Nhận Tuyết khỏi Bỉ Đông và mang nó đi. Và mục đích của Thiên Đạo Lưu đối với Thiên Nhận Tuyết cũng không đơn giản. Mất đi người con trai quyền lực của mình, lại còn là giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể huấn luyện cháu gái này và đặt Thiên Nhận Tuyết sớm được gửi đến gia hoàng để phục kích bí mật, chỉ để rèn luyện trí óc của Thiên Nhận Tuyết. Kết quả là trong cuộc đấu tranh với Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết dần dần ngưỡng mộ Đường Tam. Và trong bài kiểm tra thiên sứ chi thần cuối cùng, hình ảnh của Đường Tam vẫn xuất hiện. Mình tin rằng ban đầu nhiều người sẽ thực sự bối rối. Bỉ Đông rất không thích lý lịch của Thiên Nhận Tuyết. Tôi chưa bao giờ tốt hơn với Thiên Nhận Tuyết. Tại sao Thiên Nhận Tuyết lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để cứu Bỉ Đông đang hấp hối? Ngay cả khi đó quan hệ là huyết thống, nhưng mối quan hệ gia đình này là quá rẻ. Bạn biết, Hồ Liệt Na bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cũng được Bỉ Đông ưu ái tốt hơn so với Thiên Nhận Tuyết. Thực ra Thiên Nhận Tuyết cũng là một người đáng thương. Cô ấy oán giận mẹ cô ấy, cũng khao khát có được tình yêu thương của mẹ. Trong trận chiến của hai vị thần, Bỉ Đông bảo vệ con gái Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam trong trạng thái trở thành Tu La Thần, lấy Tu La Thần kiếm trong tay, gây sát thương nặng và rơi từ trên không xuống. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cảnh này, trong mắt cô ấy cũng đau khổ trong lòng. Vì vậy, cô ấy đã sử dụng phương pháp bí mật nâng cao sức mạnh của chính mình, chỉ để cứu mẹ của mình là Bỉ Đông. Nhưng lại không được viên mãn, cô đã bại bởi Đường Tam. Với sức mạnh Tu La Thần, Tu La Ma Kiếm, cuối cùng Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể rơi vào trạng thái tan nát cõi lòng. Sự kết thúc của sức mạnh suy giảm, hồn lực chỉ còn ở cấp 89. Đây là cái kết khiến nhiều người nuối tiếc. Tu La Thần được biết đến là một trong ngũ đại thần vương, đứng đầu thần giới, một trong những chấp pháp giả mạnh nhất của thần giới là khắc chế của La Sát Thần. Thần vị Tu La còn đứng trên thần vị hải thần một bậc. Tuy nhiên, Đường Tam phải nhờ vào Tiểu Vũ dung hợp thì mới có thể hoán đổi thần vị từ hải thần sang Tu La Thần. Tiểu Vũ được coi như là vỏ kiếm của Tu La. Trong trận đại chiến cuối cùng, được gọi là cuộc chiến song thần, bốn vị thần cùng giao chiến. Thiên Nhận Tuyết đã bại hoàn toàn bởi Đường Tam, Bỉ Đông cũng bị Tu La kiếm giết chết. Từ đó không còn thấy thần vị, thiên sứ chi thần và La Sát Thần nữa. Và mình cũng có một nguồn tin cho các bạn đây. Nếu các bạn đã theo dõi bộ Đấu La Đại Lục cả 4 phần, sau khi kết thúc phần 4, phần thứ 5 này, Thiên Nhận Tuyết sẽ được xuất hiện trở lại. Sau khi phần 1 kết thúc, cả phần 2, 3 và 4 đều không có sự xuất hiện của thiên sứ chi thần. Có thể phần 5 này sẽ có sự kế thừa của vị thần này.